Tranh cãi việc mặc bikini nhặt rác ở bãi biển, Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Ninh Thuận nói gì? Xin kính chào quý vị, chúng ta lại gặp nhau trên kênh Bản tin Online. Quý vị thân mến, bên cạnh vụ việc gây ồn ào gần đây là sự việc ở bãi biển Cửa Lò, những bức ảnh diện bikini trên bãi biển bỗng nhiên trở thành đề tài được nhiều người quan tâm. Mới đây, cư dân mạng đồng loạt chia sẻ khoảnh khắc một nhóm du khách nữ mặc bikini nhặt rác ở vịnh Vĩnh Hy thuộc vườn quốc gia Núi Chúa. Sau khi thông tin hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội, đã có nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh. Không chỉ vậy, còn xuất hiện thêm thông tin Ban Quản lý Vườn Quốc gia Núi Chùa, Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, Ninh Thuận phối hợp cùng nhau xác minh làm rõ nhóm du khách mặc bikini nhặt rác sẽ được nhắc nhở vì hành động được cho là phản cảm. Qua tìm hiểu, lãnh đạo Vườn Quốc gia Núi Chúa cho biết, nhóm du khách được chủ của một homestay ở Vịnh Vĩnh Hy đưa đến khu đầm đăng Núi Chúa để tham quan và nhặt rác. Liên quan đến vụ việc trên, chia sẻ với báo Vietnamnet, ông Nguyễn Văn Hòa, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận khẳng định đã thấy những hình ảnh của nhóm du khách nhặt rác. Theo ông Hòa, hành động của họ hoàn toàn bình thường, không vi phạm pháp luật hay quy định nào cả. Giữa tranh cãi không đáng có, chị Ngô Như Quỳnh sống tại thành phố Hồ Chí Minh đã lên tiếng làm rõ. Chị Quỳnh là một trong những người tham gia nhặt rác trên bãi biển, một hành động ngẫu hứng khi đi du lịch, không có kế hoạch từ trước. Hôm ấy, nhóm tôi đi tắm biển và có chủ homestay đi cùng. Anh chủ homestay thường kêu gọi du khách cùng người dân địa phương nhặt rác để bảo vệ môi trường trên biển đảo. Chúng tôi thấy ý nghĩa nên cùng làm, chị Quỳnh thông tin. Về phía cộng đồng mạng, bên cạnh những lời nói không hay, phần đông đều cho rằng việc mặc bikini ở bãi biển hoàn toàn bình thường, không hề phản cảm. Không chỉ vậy, nhiều người còn khen ngợi hành động nhặt rác bảo vệ môi trường của nhóm du khách trên. Lộ hình ảnh cô gái tham gia team building cởi đồ ở Cửa Lò bị chồng tăng xong đuổi khỏi nhà. Xin kính chào quý vị khán giả, chúng ta lại gặp nhau trên kênh Bản tin Online. Thưa quý vị, mới đây chúng tôi vừa cập nhật được thông tin người phụ nữ sau khi tham gia team building tại biển Cửa Lò bị chồng la mắng và thậm chí là tác động vật lý khiến cộng đồng mạng xôn xao. Theo bài viết, nhân vật còn nhờ cộng đồng mạng ngưng lan truyền những đoạn clip đang lan truyền trên mạng xã hội. Thưa quý vị, ngày 28 tháng 7 vừa qua, đoạn clip tham gia team building của một nhóm khách du lịch tại bãi biển Cửa Lò, Nghệ An bị dư luận lên án gay gắt. Trong video clip dài hơn 1 phút, nhóm người có cả nam và nữ thi nhau lấy nước với yêu cầu không được dùng công cụ hỗ trợ. Nếu như một số thành viên tận dụng áo, nón để lấy nước, thì có hai người phụ nữ thản nhiên cởi phăng áo con để hoàn thành thử thách. Tuy nhiên, câu chuyện sẽ không gây tranh cãi nếu như hình ảnh người phụ nữ mát mẻ bị lan truyền trên mạng xã hội. Chứng kiến cảnh tượng phản cảm trên, nhiều bậc phụ huynh ái ngại vì trên biển có rất nhiều trẻ em đang vui chơi, cánh mày râu bơi bên cạnh đó, cũng ngượng ngùng nhìn sang góc khác. Thế nhưng đằng sau những phút giây vui vẻ là cái kết không thể đắng hơn. Ngoài những bình luận chỉ trích gay gắt khắp các diễn đàn mạng xã hội, ông Hoàng Thanh Sơn, trưởng phòng văn hóa thị xã Cửa Lò, Nghệ An cho biết, phòng văn hóa đã mời đơn vị tổ chức và công ty có cá nhân tham gia team building trên để làm việc. Ngoài xử phạt hành chính thì họ còn phải công khai xin lỗi người dân và khách du lịch sau việc làm của mình. Chúng tôi đã mời lên làm việc lập biên bản xử lý hành chính đối với anh G, người sử dụng loa đài cá nhân để tổ chức sự kiện vui chơi cho du khách trên bãi biển Cửa Lò. Anh G đã vi phạm lỗi ở Nghị định 144 về hành vi gây mất trật tự trong hoạt động văn hóa thể thao nơi công cộng. Mức xử phạt hành chính này là từ 300.000 đến 500.000 đồng. Sau khi liên hệ với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Như Nguyện, đại diện công ty đã thừa nhận sự việc và nhận thức đó là việc làm sai. Trước mắt, chúng tôi yêu cầu đơn vị này công khai, đăng tải lời xin lỗi dư luận, nhân dân và du khách, ông Sơn chia sẻ thêm. Mới đây, cộng đồng mạng cũng lại tiếp tục râm ran trước thông tin một trong hai người phụ nữ cởi áo cốc xe tham gia team building tại Nghệ An trước đó bị chồng tác động vật lý và đuổi khỏi nhà. Theo bài viết, tình trạng nhân vật này hiện khá tồi tệ, chỉ khóc nhiều và cầu mong cộng đồng mạng ngưng lan truyền những hình ảnh nhạy cảm trên để gia đình được yên ấm trở lại. Một người ở Phú Thọ đã khóc và nhờ mình gửi bài kèm video clip có một nhân vật nữ ở Nghi Lộc, Nghệ An đã bị chồng chưởng và vứt hết quần áo ra sân. Thật sự vui thôi, đừng vui quá, chẳng thà ở trong phòng thì vô tư, nên chị em phụ nữ cũng thật sự cân nhắc nhé. Nếu ở trong phòng thì mình hưởng ứng, động viên, một tài khoản Facebook thay lời nhân vật gửi đến cộng đồng mạng. Bên cạnh những bình luận động viên khuyên netizen ngưng công kích vì người trong cuộc đã nhận ra sai lầm, dẫu vậy làn sóng chỉ trích vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm,
đa phần đều chỉ trích hai người phụ nữ trên và yêu cầu có chế tài xử lý nặng hơn để răn đe mọi người và cần có ý thức giữ gìn mỹ quan khi đến các địa điểm công cộng. Không cho cưỡi thì lại gào lên là không bình đẳng giới. Chả hiểu các bác có não để làm gì mà chơi team building kiểu đó. Làm bẩn bãi biển cửa lò, mình mà có chồng hay là vợ tham gia các hội nhăn nhít trần truồng hôm qua thì không cho đặt chân vào nhà vĩnh viễn, xấu mặt làm người. Vui thì vui đấy, nhưng xin chị em hãy nghĩ tới chồng con ở nhà nhé. Nhìn tuổi các anh các chị chắc cũng không ít người đã có gia đình, mà sao chơi cái trò nhìn vô văn hóa vậy cũng ráng chơi nhiệt tình bất chấp thế nhỉ? Hỏng hết cả một thế hệ, còn bao nhiêu trẻ con phía sau mà chơi những trò lố bịch như thế, tưởng vậy là hay. Được biết, người đứng đầu công ty này là bà H, một doanh nhân diễn giả, chủ tịch sống tại Phú Thọ. Trên trang cá nhân, người này còn thường xuyên chia sẻ các bài viết khóa kinh doanh, hướng dẫn hệ thống làm giàu nhờ ứng dụng phong thủy. Hồng Đăng, Hồ Hoài Anh vẫn chưa rời khỏi Tây Ban Nha. Thông tin mới nhất về Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh chưa được rời khỏi Tây Ban Nha. Tình trạng rất tệ. Xin kính chào quý vị khán giả, chúng ta lại gặp nhau trên kênh Bản Tin Online. Thưa quý vị, mới đây chúng tôi vừa cập nhật được thông tin mới nhất từ Hồng Đăng, Hồ Hoài Anh trên mặt trận báo chí. Trả lời câu hỏi của phóng viên, văn phòng báo chí của Radio Civil cho biết, dù trường hợp nạn nhân người Anh bãi nại, công tố viên vẫn có quyền được tiếp tục án nếu xét điều đó phục vụ lợi ích cho cộng đồng. Vụ việc hai nghệ sĩ Việt Nam bị cáo buộc xâm hại tình dục thiếu nữ 17 tuổi người Anh xảy ra tại đảo Mallorca, Tây Ban Nha vẫn đang trong quá trình điều tra. Hôm qua, ngày 3 tháng 8 theo giờ địa phương, báo Thanh Niên liên hệ với lực lượng cảnh vệ dân sự Guardian Civil và được phía này xác nhận cảnh sát vẫn đang điều tra vụ việc. Hiện hai nghệ sĩ Việt Nam vẫn chưa được trả hộ chiếu để về nước. Về câu hỏi đã có phiên tòa nào diễn ra, phía cảnh sát cho biết cả hai đã đến tòa án sơ thẩm Tutias The Guardian ngay ngày bị bắt. Tòa án luôn luôn đảm bảo nhiệm vụ của mình là giải thích chuyện gì đã xảy ra với hai người và đảm bảo rằng hai người Việt Nam hiểu rõ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Có nhiều tin đồn cho rằng nếu phía nạn nhân là thiếu nữ người Anh làm đơn bãi nại và rút cáo buộc, hai nghệ sĩ này sẽ được trả tự do mà không gặp rắc rối nào, phía này cho biết. Trong trường hợp nạn nhân rút cáo buộc, công tố viên có quyền được tiếp tục vụ án nếu công tố viên nghĩ rằng điều đó phục vụ lợi ích cho cộng đồng. Hai người đó có thể liên hệ với luật sư. Luật sư là người bảo vệ quyền lợi của họ. Phía này nói thêm, khi có những yêu cầu hỗ trợ về thủ tục hành chính, lãnh sự quán hay là đại sứ quán là cơ quan mà hai người có thể liên lạc để yêu cầu những gì họ muốn. Một đồng nghiệp của chúng tôi tại Mallorca cho biết báo chí địa phương chưa đưa thêm tin bài về vụ việc vì vẫn chưa có những tiến triển gì đặc biệt. Ở đây hầu như ngày nào cũng có những trường hợp như thế này, người này nói thêm. Hôm ngày 21 tháng 7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao cũng cho biết vụ việc hiện vẫn đang trong quá trình điều tra. Theo đó, Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha đã triển khai các biện pháp bảo hộ công dân, liên hệ với cơ quan phụ trách cư trú của người nước ngoài tại Tây Ban Nha về hỗ trợ thủ tục lưu trú cho hai người này, được cho là diễn viên Hồng Đăng và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh. Thưa quý vị, như vậy rõ ràng, cảnh sát Tây Ban Nha đã đưa ra thông tin mới nhất. Cho dù phía nạn nhân là thiếu nữ người Anh làm đơn bãi nại và rút cáo buộc thì hai người nghệ sĩ vẫn không được trả tự do ngay. Trong trường hợp nạn nhân rút cáo buộc, công tố viên vẫn có quyền được tiếp tục vụ án nếu công tố viên nghĩ rằng điều đó phục vụ lợi ích cho cộng đồng. Thưa quý vị, như vậy rõ ràng sự việc này hiện tại đang khá tồi tệ cho Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh. Dù có được bãi nại đi chăng nữa, nếu xét thấy vụ án có hại cho cộng đồng thì cảnh sát Tây Ban Nha vẫn xử lý như thường.